Đến thời điểm này, huyện Tuyên Hóa cơ bản đã thu hoạch xong diện tích lúa vụ hè thu năm 2023. Mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết không thuận lợi, nắng hạn kéo dài, tuy nhiên năng suất, sản lượng lúa vẫn đạt khá. Vụ hè thu năm nay, ngoài những giống lúa được bà con tin dùng như HN6, PC6, SV181, huyện Tuyên Hóa còn đưa vào các bộ giống mới có triển vọng như HD9, DB6, ADI28. Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc các phòng chức năng và chính quyền địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sản xuất, đồng thời chủ động các phương án phòng chống hạn, đảm bảo cho cây lúa có thể sinh trưởng và phát triển tốt. Theo đánh giá từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tuyên Hóa, mặc dù gặp khá nhiều khó khăn do tình hình thời tiết không được thuận lợi, nắng hạn kéo dài, song nhờ chủ động các biện pháp phòng chống khô hạn, nên hầu hết các cánh đồng lúa đều sinh trưởng và phát triển tốt. Năng suất lúa trung bình toàn vụ đạt 53,6 tạ trên 1 hectare, sản lượng gần 6.000 tấn. Đến ngày 7 tháng 9, toàn huyện đã thu hoạch xong hơn 90% diện tích. Một số diện tích lúa trà muộn sẽ được tập trung thu hoạch trong thời gian sớm nhất. Bà con nông dân cũng đang tranh thủ thời tiết nắng ráo để tiến hành phơi lúa, rơm, đảm bảo cất trữ cẩn thận, tránh mưa lũ có thể xảy đến bất ngờ.